Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và hôm nay thì mình rất là vui khi mà được gặp gỡ một chị khách hàng đến xử lý đến sử dụng rất là nhiều dịch vụ của DK, một combo xử lý hút mực môi cũ này, mực mí cũ và mực lông mày cũ. Thì trước khi mà nhờ chuyên gia phân tích cũng như là nói về cái tình trạng của chị khách hàng ấy, chúng lại cùng làm quen với chị một chút nhé. Em chào chị ạ, chị cho em hỏi thăm là mình tên là gì và mình đến từ đâu được không ạ? Chị là Dung. Dạ. Chị Dung ơi, không biết là lý do gì mà chị lại biết tới DK hả chị? Bạn chị giới thiệu. Dạ. Bạn của mình đã từng làm dịch vụ gì của bên em hả chị? Bạn chị làm môi ở đây. À vâng, thì không biết là chị bạn chị đã review lại như thế nào mà mình lại quyết định là lựa chọn DK để làm dịch vụ hả chị? Bạn ấy bảo làm không đâu. Vâng ạ. Thế chị cho em hỏi thăm một chút là trước đây là mình đã làm môi rồi đúng không ạ? Thì mình làm được bao nhiêu lâu rồi hả chị? 1 năm rồi ạ. Vâng, thì hôm nay thì khi mà mình qua bên em để mình xử lý cái nền cũ ấy, thì không biết là vừa rồi khi mà hút mực môi thì chị có cái cảm nhận như nào, chị có thể chia sẻ cho em cũng như các bạn là đang xem livestream được biết không ạ? Chị thấy nó hơi rát một chút xíu. Vâng, hơi châm chích thôi đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ là chúng ta cùng quan sát hình ảnh môi ban đầu của chị Dung nhé. Và em nhờ chị Giang là chuyên gia laser tại DK sẽ phân tích về góc mực của chị ấy ạ. Chị Giang giúp em nhé. Góc mực môi của chị Dung ấy là có chứa tạp chất kim loại nên một thời gian thì cái mực nó bị xỉn này. Và cái phần viền cũng là do cái kỹ thuật đi của chuyên gia cũ tay nghề không ổn định nên là cái phần viền nó đi khá là bị động. Vâng. Đấy, phần lòng thì nó lại rất là nhạt. Vâng ạ. Như mọi người đang quan sát ở trên tay của mình nhá, chúng ta có thể nhìn tình trạng môi ban đầu của chị Dung trước khi xóa đấy ạ. Ca môi của chị Dung đúng thật sự là một ca môi rất là khó đấy ạ. Như mọi người nhìn thấy này, ca môi của chị ấy, da môi rất là nhiều thớ nhăn. Và ngoài ra thì như mọi người quan sát là hiện tại trên tay mình, hình ảnh môi ban đầu của chị Dung ấy, là cái lòng môi của chị ấy là một phần là do tay nghề kỹ thuật của chuyên gia và một phần là do tình trạng của chị ấy hơi khó làm một chút. Nên là cái phần lòng môi của chị là không có mực. Và bên ngoài thì màu mực rất dày, bết. Và như chuyên gia chị Giang có vừa phân tích ấy, là màu mực còn có dấu hiệu là bị thâm sỉn đi nữa. Và đây là tình trạng môi của chị Dung sau khi được xử lý xong ạ. Mọi người có thể quan sát nhé. Ngay sau một lần hút đúng không ạ? Mất khoảng bao nhiêu thời gian để chị Giang nhỉ? Mất khoảng tầm mấy giây, chưa đầy 1 phút. Chưa đầy 1 phút là đã xong rồi. Và như mọi người nhìn thấy này, ngay lập tức là cái sắc tố môi, cái tình trạng môi của chị Dung đã được cải thiện rất là nhiều. Và sau lần tới là chị Dung có thể quay lại bên mình để điều chỉnh thêm về màu môi đúng không chị? Chị, với cái tình trạng của chị Dung thì chỉ sau một lần hút thôi, chị nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là chị có thể làm mới được rồi. Vâng ạ, và để không mất thời gian nữa thì có lẽ là em xin phép là mời chuyên gia là sẽ xử lý lông mày cũng như là mí mắt cho chị Dung và để theo dõi thêm cái tư liệu những cái hành trình của chị Dung khi mà trải nghiệm dịch vụ tại bên mình ý, thì mọi người nhớ bật chế độ xem trước tại fanpage DK Eyebrow Beauty để cập nhật thêm những tư liệu của khách hàng bên mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ của chị Giang và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.